Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Ở Đâu Rẻ Nhất. Sản phẩm ngày hôm nay mình gửi đến các bạn đó chính là một chiếc máy sấy tóc mang thương hiệu Panasonic, hai chiều nóng lạnh với công suất lớn là 3500W nha các bạn. Khi các bạn mua dòng sản phẩm này, các bạn sẽ được tặng kèm theo dầu thổi nha. Với phương châm là tìm kiếm những shop bán hàng uy tín với chất lượng sản phẩm tốt và giá cả hợp lý để gửi thông tin đến cho các bạn, thì đây là một shop trên Shopee được đánh giá 5 sao nè, với 3000 sản phẩm đã bán rồi và giá của sản phẩm là 148.000 cho một chiếc máy sấy tóc xịn sò như thế này. Các bạn nếu có nhu cầu mua hàng, hãy click ngay vào đường link mình đặt sẵn bên dưới phần mô tả các bạn nhé. Mình sẽ xem qua một số đánh giá của khách hàng nha. Máy dùng ổn áp với giá thị trường thì shop bán rẻ nhất. Máy không có lỗi gì cả, dùng ngon, cảm ơn shop. Đây là video thực tế khi khách hàng mua về nè các bạn. Giao hàng hơi lâu tí nhưng bù lại sản phẩm rất ok. Máy sấy có hai chế độ, tốc độ gió mạnh, mát và nóng. Nói chung thì một chiếc máy sấy tóc thì không thể thiếu trong gia đình của mọi chúng ta, đúng không các bạn? Các bạn có thể lựa chọn cho mình cái mẫu máy sấy tóc mang thương hiệu Panasonic này. Và đây là một shop bán hàng uy tín với chất lượng sản phẩm tốt và giá cả cũng rất là hợp lý nha các bạn. Các bạn có thể tham khảo để mua hàng và yên tâm về chất lượng nha. Video chia sẻ sản phẩm của mình ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn cũng đừng quên like, share, đăng ký kênh và rung chuông để nhận được những video mới nhất nha. Xin chào và hẹn gặp lại.